Xin chào mọi người. Sau 80 năm ở trên bờ thì hôm nay Khoa mới có cơ hội đi xuống nước lại. Đó. Thì hôm nay là đi ké ghe anh Ba Châu. Này đi 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 coi câu cá tra nha. Rồi đây là chiếc ghe. Chiếc ghe chào bá luôn. Và hiện tại bây giờ anh em đang hồ hàng xuống ghe. Đi câu cá mắm thôi, chưa thấy mà thấy dính là 40 mấy con cọp rồi. Đó. Cọp quá trời cọp luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu chiến đấu nha mọi người. Nay đi là đi ghe nhưng mà tấp vô xin lên đèn câu. Thì mọi người hãy chờ xem chiến đi ngày hôm nay nha, để coi có thu hoạch không. Đầu đó công ty này cũng hào hứng lắm. Chứ là thấy gạo cũng tấp người vậy đó. Đây là dàn bè anh em mình sẽ câu nha. Mà không biết là câu theo cách sao đây, lên bè hay là neo dưới đây. Để rồi kìa. Bộ mà thì nó ổn mà. Cú kìa. Ổn đây nè. Để thử coi coi. Bè này hả? Sao đây. Bây giờ chiến hữu đang chuẩn bị thả neo để neo ghe lại quánh. Anh em mình quyết định là sẽ ngồi trên ghe quá. Vô đâu? Ghe tự lên nữa đi, tự hao cái độ chài ăn neo nữa. Nó quơ á. Để mình thả xuống đây cắm neo à. Sao nó quơ á. Còn vô mà vậy vô được chưa? Cắm neo. Ủa gì cản dữ vậy ông nội? Trời ơi, nó tước kìa không tới nha. Đủ sâu lắm. Cắm neo à. Trời ơi, cạn queo vàng đứng nó kéo tay luôn chứ cần chi tới cái máy. Chết luôn. Chết luôn. Đây, sao quánh cho dàn bè này nha mọi người. Hai là anh thú này á. Đây là bạn Chí chiến hữu. Đây là anh Châu thuyền trưởng. Đó. Anh Châu đang tóm lưỡi nha. Bạn Chí thì đang soạn cừ. Và đây anh Hiếu. Anh Hiếu đang làm khán giả. Và đây là Cu Tấn. Cu Tấn đang làm mồi nhậu. Mồi chín hả? Ừ, ngon ghê không? Ngon ghê. Mùng 9 với dạ Tư Hiền hả? Mùng 9 nay mấy rồi? 3 bữa nữa. Hay. Rồi bây giờ bạn Chí đang bắt đầu luồn mồi. Đó. Dân chuyên nghiệp luồn sớm gì luồn gì tới đó rồi ngáp. Dạ hòn chết luôn bậy chết luôn. Đó, bắt mồi vô nè. Giờ nước còn cải mạnh quá cho nên là anh em mình quyết định là câu mồi trên trước. Khi nào nước chảy yếu thì chuyển đổi mồi nha mọi người. Ôi chết luôn, móc mồi gì mồi chết luôn rồi. Ông ơi. Trời ơi, cái bàn tay gì viết kìa mò gì mà giờ nó hết bén luôn, nó mò bàn tay móng móng tay luôn. Thôi. Đó, luồn cái cục thứ hai nha mọi người. Trời, ông Tâm đâu có đi được. Ông đi gần Mỹ Tho ở nhà, ông giữ con gậy, ông vợ không, gậy không. Không đi đâu được hết á. Đâu dám buồn đâu. Anh Châu hết lên rồi. Ê, dinh. Ừ. Dính rồi. Hay quá. Đó. Trời ơi, rồi ba xa rồi. Đó, đá cục bò vô ngay lỗ luôn rồi. Thấy ghê chưa? Ghê. Mới đậu ghe lại là vô lõm liền à. Nó phao quăng hay quá. Ồ phao quăng luôn. Lùng thì chứ. Đó, là. Đó. Thấy ghê chưa? Thấy cá bự chưa? Cá bự không à. Cũng bà. Cá cũng bà nha. Đó.
nhớ nhớ chỗ bà xa luôn rồi, cá chà bá luôn. Con lạnh luôn rồi. Trăm rưỡi gam. Chợ này ổn rồi, quất liền. Giờ ngày ổn rồi. Đâu? Bình ơi, ngày ngày ổn. Đó. Cái gì? Đi đâu? Châu kìa, Châu. Đâu, chết tên Châu em luôn. Trời ơi. Đi chứ. Ôi. Nhà đầu ghe luôn Châu. Hả? Đi theo vô nó bao được tại đủ cái bãi với chừng nào mới đi lên không được, sạm quá. Lại. Gì vậy? Nghe mày. Rồi nói tỉnh lên đó. Đâu chừng nào ăn nữa. Chết rồi, cho anh ấy giật chứ anh đánh luôn ngồi. Đó. Giật. Ba, bắt qua tam nha. Tam ba lần nha. Cái nữa là bắt vô giọng. Đó. Ngồi đó. Chưa. Đá mạnh ghê. Theo Châu lại sợ rồi. Nãy cái đầu tiên là chụp tới rút cái miết luôn. Cái sơ lên Hiếu. Quá lu bu rồi. Ai nói kìa. Cái dùng sân còn cái nằm nữa không bà. Còn. Tôi. Dính nào. Trời ơi. Dính luôn ơi, ghê thiệt trời. Dính cho anh Tướng. Ghê thiệt. Anh thấy thằng Tướng chưa anh Châu? Đúng dạo luôn. Tao vô. Ông nội, ông kéo ghê ông nội. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cá bự nữa rồi. Đang xào ở dưới sao chạy bay lên vịt luôn. Bỏ bếp dưới luôn. Đó, cây kia ăn nha. Đó. Chưa đâu. Ủa, con. Thì chừng dính luôn rồi á. Hết vậy hả? Trời ơi, chết luôn. Cái chừng dính luôn rồi anh ơi. Ăn từ sớm giờ. Dính rồi đúng không? Trời ơi, dính rồi, hay quá. Giờ vô ổ cá rồi. Đó, đâu. Cá này bự đâu. Bà xa không vô nguyên ổ bà xa lứa lứa không à. Đây đầu cũng nước đổ cá về còn nhỏ quá chưa bự. có hai ly một cái nước đổ qua đi. Đi vô nó ăn gọn cái nó ngưng rồi. Hết bày rồi.
ai ai câu câu ai nhậu nhậu nha. Đó. Ờ, mùa biển không ơi. Lên qua. Đừng quá. Từ từ. Chí câu có tập tung vậy trơn, nhắn tin với ghệ không? Nó nhậu ở đây còn thấy cá ăn ở dưới canh, không thấy cá ăn gì trơn. Để cho anh lên anh. Đó, ba loại chấm luôn, chấm luôn. Đó, còn. Đó, đó giống luôn. Đó. Đi đâu, đi đâu? Đi đâu? Tạc bác rồi, tạc bác rồi. Trời ơi, ông Thần ơi. Có sâu cũng rồi. Thua luôn. Em gặp mấy em câu tầm hổ. Dễ bị bệnh hả? Cái gì cái gì vậy chứ? Ở cần giữa. Nhiều vậy. Không là ông cũng ngán ngán quá. Đó, cần ngay tay vô tính luôn á. Sao về bắt đầu ấy mới nó đỡ về phụ anh 2 triệu tiền cà phê pháo không? Thì không lấy. Đó, đó, đó. Thì không lấy mà lúc qua anh có quá. Đưa cho anh 1 triệu. Em thấy một con nói dùng không? Em hiểu chuyện hết nha. Làm thôi, mốt được làm nữa. Làm nữa thì có nghĩa là mình nói nó mà nó đầu giáo quá. Ghê. Đúng không? Mà nó cũng đó luôn, mà nó lấy anh năm chai. Ơi ơi. Bây giờ khi mà anh vô thì nó làm đi ông hết. Còn má. Nó này nọ làm đi ông hết. Anh có thể gài bắt nó luôn. Nó giật dính thì dựng cần lên quay vô vỗ vỗ cho nó dùng dây vuột. Nó vướng nó mất, còn mình tên thả xuống thì nó khó mất lắm. Giờ ở trên đó đã nghỉ luôn á. Tại mẹ giờ cho coi chịu rồi. Ừ. Nhưng mà cái đống trà đó nó quăng ra đâu có được đâu. Nó tông tông mẹ nó quăng ra không được. Nó mình nó tại nó nằm hết trơn. Ừ. Nằm hết trơn. Đó. Thì mình đi ghe mình nếu mình có tôm rồi ngon ngon mình lên mình đeo mình quánh thế nào cũng có cái sụ bự à. Đúng rồi, phải lên đó là nước cái sâu sâu dữ luôn đó nha. Con cái ghét nó sao biết không, phà nó ra cái đục bệnh ra heo à. Phà nó ra cái đục bệnh ra heo nó tắt. Ủa vậy sao giờ mình không đi mình tắt mà mình đâu đây? Con tài xử lắm chứ không rồi. À vậy cứ đợi rước thì xử phải không? Để còn nhờ với qua nó đâu có đi chơi với mình đâu. Ở đây nó chơi chiến rồi nó dễ hả? Ừ, chơi chiều về. Cắt nước rồi nó về, nó còn con nhỏ rồi, vợ cũng chiến luôn đi, đi chiến rồi. Lâu rồi nữa. Đi, đi nó nhà nhá dựng. Hợp đi, đi Vũng Tàu có một bữa một, bữa nhà nhá dựng là ướng thường thường. Con cá chết con nó còn dữ lắm luôn mà. Trời ơi, có biết đâu, bữa không có bắt con nào hết trơn á. Nó là cây trang con cá măng cá kiền. Trời ơi, rất ngon. Nó ngon nếu mà cái thùng hỏng của nó là hơn cái thùng nữa. Dạ. Giống như đổi hay gì á. Trời ơi, đi vô đã gịch xuống luôn không? Cá chép mà khủng khiếp đó. Rồi đi sáng về chiều về không hết 10 triệu. Tạo khủng hoảng luôn. Mà đi cái chiếc đó ông nói là anh đi có thể là được trên 10 người. Là từ 10 người tới 15 người là dư sức. Thì tính ra người có 1 triệu bạc. Cái gì nặng nặng nha. Rồi. Đừng có hạ xuống nữa. Đừng hạ cần ừ, gò mới lên. Bự rồi. Trời ơi. Trời ơi, thôi. Vô mánh rồi, vô mánh cái này à. Tính cầu cá bự không không, mấy bự chán thôi, ghê không? Bự chán luôn. Đó. Nó thật là con cá. Con cá gì? Đây. Lấy nồi con cá luôn. Cầu biển nha. Tắm như có cái thao hay là không? Bắt con cá nào xuống rồi. Có gì chưa? Đúng hứa luôn. Đã lắm. Rồi hợp lắm, phải bây giờ. Đó. Trên chơi hết được rồi, giờ cũng chơi cái môn này. Giống như mình đang cầm cái kéo tay đó. Đó vậy đó, kéo cầm tay đó. Quá đã luôn. Mình nó ngộ lắm. Mình lâu lắm mình không biết. Bịt nè, bữa đạp vô nó bể. Bịt nó nhé. Coi cá nó chịu không? Làm gì nếu
món mới, món mới. Món mới. Cá trời đó, cái nồi cơm của mình là. Lâu bự rồi. Như mà cá mà pha quay ở trên cái cầu vậy đó. Không không mà chút xíu nó ấy là đâu có mùi đâu sợ. Thì rửa sạch không phải, nhưng mà phải lấy nó ra để cho nấu cơm. Mình còn nấu cơm nữa. Mình tổn xong rồi hồi mình kiếm gì đựng. Chứ thôi thì đâu có thôi. Mình kiếm gì mình đựng. Cái này nó dính cái đó lâu dính đó lâu hồi. Trời ơi, bữa hôm qua cái còn dữ tại hơn bữa tối nữa. Cúp cái lật xe nằm tại chỗ luôn, không có đường nào đi về được hết. À, mà chưa đúng số luôn. Mà đúng số luôn hả? Lâu nghe. Coi dính rồi. Quá trời luôn rồi. Dính rồi. Quá trời luôn rồi, nó lọt liền kìa. Con này cũng bự rồi nghe, chứ cho nè. Đó. Ghê không? Sao to luôn nha. Sao to luôn rồi. Đó. Đó, cá bự bự rồi, chà bá luôn. Cho lên hàng nha. Rồi. Ok. Đó là mới hỏi. Đây không? Có từ cổ kìa. Đúng rồi. Cái bầu rượu. Rồi ăn không? Ăn gì miết luôn không? Qua về đi giọng con gặp nói nó không có khách nữa luôn. Tâm nhóm kéo mà nói là dứt. Không á. Người ta câu người ta ngủ rồi chắc về thức về nó còn mệt lắm. Nó ngồi đấy à. Nó ngồi thấy ngầu lắm. Ừ. Lại mình đi ăn nữa. Cá còn ăn nó còn ngâu mà. Ngồi gục rồi bước ngoài lá ghe à. Mình đi ra, cá ăn là người ta ngủ được. Mà đi ghe kia rồi đó thì gớm nó phải đi ghe này. Mà đó chiếc ghe đầu tiên của anh ba chưa sửa lại chiếc ghe tao quá tí. Che mưa bạc rồi mấy. Ăn ăn cục cám, ăn cám giờ. Nghe mưa. Trời ơi, lên thấy đọc câu một. Cá hồi đó cá ghê mà. Đúng rồi. Đó. Chưa. Trời ơi. Trời. Dục luôn rồi. Ừ. Thằng qua với thằng ăn hai thằng đi bán cá bị nhiều quá rồi giờ bây giờ. Chưa biết ngày nào về thôi bây giờ mình đi bán. Má cá chèo lắm câu chùm nho anh Thiếu ơi. Nho anh Thiếu ơi. Đó. Xong rồi nè. Cũng mà thay thôi. Đổi môn câu chùm nho nha mọi người. Đây. Thôi cho luôn rồi đây. Đó, sao rồi? Đó, cái cầu nó nhìn nó biết liền luôn đó. Đó chứ. Cái này chắc con có zoom tao zoom lại. Có zoom chắc tao zoom lại. nhìn nhau là cuối đi. Hai đứa có nói gì nói nhau lần cuối đi. Có nói nhau lần cuối đi. Có khi nào mình phá phong thủy người ta. Ê còn cục chì nha. Rồi còn cục chì luôn hay vậy. Thấy anh là xe đôi nhìn nhợ em đối chịu nổi. Cái nào đứng? Em có 50 rồi. Ôi, còn lửa luôn ông ơi. Cái nào đứng? Lúc nào đứng? Bấm nút từ đầu á. Ừ. Dỡ lại. Bự. Rồi, gai. Rồi. Giật rồi, câu lộn dính cá bự luôn. Đủ. Con này cá nửa ký không ơi. Nửa ký giống trời à. Đó. Ghê. Tạ nghe. Ghê. Có cá lâu cháo rồi. Cá lâu cháo rồi. Đó. Ghê. Chùm nho mới dính anh Thiếu rồi. Lưỡi đơn thua. Lưỡi đơn thua. Cái này ăn kiểu đó là cá bầy dữ á. À, cá bầy luôn à. Giờ này không biết rồi. Anh ta dính anh ta biểu diễn à. Mày chạy dữ không? Ủa cái con này. Dữ hả? Ờ chạy ra không? Dữ rồi. Ủa rồi. Bự. Bự ra. Con này chạy quá trời luôn. Ghê thiệt. Gặp cá này tiếng. Mùa này cá bự bự không ha? Cá bự ghê luôn á. Mùa này câu dính cá bự bự không? Tới. Cá biết tên nào? Dưới nào?
rồi. Trời ơi. Ủa béo con cá lơ bay cần luôn, nếu không hụt. Béo cái cần. Ơi, nếu là thua là nếu luôn. Trời ơi. Béo cái cần luôn. Trời ơi. quá trời má cá bự không ông ơi, cá này làm khô hay luôn à. Bình Thuận con ngâm hả? Tàu Bình Thuận đi 3-4 ngày ở ngoài đó luôn á. Trời ơi mình bay rồi. Không chờ. Cá nhỏ cá bự chụp cá một rồi rút luôn liền. Rồi làm không? Ôi thằng cứt dịch. Coi cái anh chị nữa tới màu á. Dạ. Hồ mình la anh có báo động đóng luôn không? Bự không? Bự không nổi. Bự đi tới đi. Trời ơi con này bự rồi. Bự. Ôi Quá giờ. Trời ơi, một cọng cá luôn ông ơi, dễ ghê. Tưng cái bịa. Con này bự rồi. Đó, tự cứng tay quay luôn, quay hết vô luôn mà. Rồi, con này quá trời rồi. Rồi, xe vòng chấm. Thấy đâu, vậy con này bự không ơi. Đó, nó sạn rồi, tội rồi, rồi. Bự không tưng. Bự không, giỡn hoài không nội. Nó giỡn. Tội rồi. Trời ơi, con này quá tớn rồi, đó. Đó. Ba vốn vô kìa. Nặng thế ba luôn. Trời, con này bự nhất nãy giờ luôn á. Lên sai. Tăng sai rồi. Đó. Treo á. À cái trên này, cái kết này. Qua. Em làm cá hết ăn rồi đó. Không ăn rồi. Tự nhiên
bữa nay anh em phải cố gắng nhiều nữa nghe, còn giờ gần 2 thùng bia lại cả ký hồi đó, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nghĩ hôm nay chứ ơi, cha sao anh em mình này để cho tính đi phân ca là hoàn toàn thiếu rồi đó, với chị ơi tướng biết đâu tá kìa có nghỉ luôn thích màu hết tơn hay gì ta chắc có thể vậy quá gì vậy giờ cá bự không mà quay sượng sượng hoài ông nội gút là gút đây cái cây bên đây nữa nói ăn nữa kìa thì em nói vậy thì em hiểu rồi đó không ơi kìa hả bự không rồi trời ơi má ông múa hay ghê luôn á đồ lên luôn sai cũ sai cũ bán vậy dữ gà dữ gà anh Hiếu giật tiếng Hiếu giật tiếng Hiếu từ từ thôi để cho anh ăn phát nữa đi đâu đây nè cá năng chống mặt từ anh Hiếu là vừa bóp mồi lộn mồi lộn mồi ra hôi hột luôn đó lộn mồi bóp mồi còn cá chưa cá rồi. Chưa rộng á nè ông này thì ngồi canh cần đó. Làm không kịp anh em bốn cần làm không kịp cá năng chống mặt cắm mình ra bảy cho ngàn bạch bả vô bả vô chết luôn giá độc đó rồi anh Hiếu cho mọi người rồi vô luôn ôi nhiều cái lọt cần bắt luôn trời giật không giật luôn rồi giật luôn hả rồi mất tiêu rồi chết rồi cá nó lặn không nội trời ơi ổn nó phóng lên luôn xả tô luôn kéo đầu xả tô luôn đó đó cháo cháo cá ta ba sao tùm lum hết trơn rồi coi có được không nhé em đóng cái thì nó gần như cá đực mà cá đực cái bong bóng nè cái gì đó được rồi, còn con cá cái nó đâu có giá đâu chanh á nhiều mấy con hết luôn cái nào ăn luôn á hả rồi sao ở kia mà làm được cái gì nhiều dân biết là biết gì nói này giống như telephone vậy anh tên hả ừ, anh mà có làm anh chưa từ đó rồi mới thấy gì nhưng mà cái những người câu quá biết anh với ông nội ông nội nếu đó ăn rồi thôi hiểu rồi nha xong rồi trời ơi chết luôn
con cá ăn dính rõ ràng luôn mà giật hậu ăn dính rõ ràng luôn á. Thôi thôi chết luôn, hậu 20 tháng 10 nguy hiểm lắm. Còn câu mà ở tới đó không về chết rồi. Dính rồi, dính rồi. Không câu nữa, nói rồi à. Không câu nữa. Rồi à. Chết luôn. Nó nguy hiểm lắm rồi. Cái độc này chắc cả tháng mới rửa hết. Nguy hiểm lắm, nó không ai tin luôn. Hết bọn nghe không? Với à. Cờ bổ luôn rồi chứ. Trời ơi. Vậy mà nhìn được hay thiệt. Cá ăn vậy mà không giật luôn. Ghê chứ. Đây đây đây. Trời ơi, đụng ăn hết này tới kia không? Đó. Đâu nữa đâu? Ôi. Hạ chú anh Liễu, hạ chú, hạ chú. Rồi hai cây điệu tân luôn mà. Cái này rất dục. Dạ thơm mấy em. Này chắc dục xuống trong nữa. Dạ thơm. Từ từ từ, anh Thiếu, cầm em Thiếu. Đâu? Ừ. Con nhỏ mà làm cái gì vậy? Đó. Bự bự bự. Hai tay này câu dính hay. Trời ơi. Luôn. Dục luôn. Thấy ghê rồi đó. Con này con gì? Qua mẹ. Trời ơi, vượt luôn. Con này dằn khẽ hả? Rồi rồi thôi vậy được. Đó. Dính luôn rồi Thiếu à. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bự. Thấy chạy vô được chứ. Cái đó ăn nãy ăn đây ăn liệt vô tao quá hả? Nãy nó ăn con chỉ là dính hết trơn luôn á. Ừ, dính hết luôn á. Em bóng xanh á. Cho xuống ăn từ từ luôn hả? Ăn kìa. Ăn kìa. Thôi giật đi ông ơi. Câu cá ăn không em giật tôi chạy chứ. Mày cá ăn mà lên giờ bỏ gần không kịp luôn. Nếu nắng mồi nắng không kịp nè. Nó chùm nho giục lên láng vậy đó. Ờ bóp mồi đâu có kịp đâu câu. Giục xuống là nó ăn à anh em. Ghê chứ. Đây là anh em mình đi kiếm cá làm khô nha mọi người. Đó. Ồ, nhiều ghê em nội ơi. Còn có nhiều con cua cắt ngậm trong đó gì lắm luôn á. Ừ. Bộ à. Bộ à.
này chắc cũng 6-6 kg chứ không chơi đâu. Câu phải lắm rồi chứ chừng mà nhé. Không mà người tối dục thùng đá luôn. Này coi dục thùng đá để nó chết nữa nè. Này tối lên bộ gian qua mà dùng. Giờ này qua bên gì vậy? Bên đây gì Ngũ Hiệp gặp nó. Rồi thôi giờ anh em ơi, phê quá trời rồi. Tiếng này là làm liên tục. Anh Hiếu á thì anh móc mồi không bóp mồi không kịp. Đó, tướng thì giật la tờ luôn, pha thì đứng trận luôn. Nói chung là cá quá trời cá. Anh em nào mà có điều kiện thì nên đi câu bè vào thời gian này. Cá rất là nhiều. Nhưng có điều nó không có bự thôi nha mọi người. Cá làm khô thì có nha. Yeah.